Tuần này thì sẽ là custom ai là trùm 2 tiền nhá. Nó cũng giống với cái luật tuần trước thôi, tức là tất cả các tướng, miễn là tướng 2 tiền thì các bạn đều có thể chơi. Không được sử dụng đấu trường hạng ruồi, đấu trường hạng gà, đấu trường hạng lông và các loại lối đi riêng. Nhặt làm cái cung xem nào. Lâu lâu khả năng tranh đồ vẫn ok. Kiếm thuật áp chế thì có Queen Warwick, chế lợi phẩm bình thường, tôi lại có thăng hoa này các bạn. Theo logic của tôi thì thăng hoa thì sẽ là 4 lobby. Và quên mất một điều là giải thưởng vẫn là 200k cho người về nhất nha. Lại thăng hoa, anh Long lùa gà. Ừ. Ếu. Đây rồi, đây rồi. Ấn ép một cái để lên cấp này. Hợp lý không? Lấy tướng 2 tiền. Có con Queen nữa này. Rồi, đây là đội hình của anh em mình ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Điểm qua các nhà nhá. Cũng có thăng hoa. V-Cheat. Wow, Cox, Swain. Talon, Chitana mài sao. Ấn tái chế à? Blitz, Blitz, Zilean, Warwick. Học viện à? Ô, học viện chơi Kata cũng được à? Ấn sát thủ. Nhưng mà thấy bị thừa một sát thủ. Đây là gì đây? Đồ nhưng mà cung xanh chưa lắp được gì cả. Giáp tự chế nhưng mà có đúng một quân à? Đâu? Có hai quân. Mình gặp nhà nào đây? Chắc anh em mình cũng không thắng được nhà nào đâu. Con Queen này thật ra là một con hơi bị yếu các bạn. Hai thằng hai Nico á? Thế à? Tôi không để ý đồ. Một thằng hai Nico này. Hai thằng hai Nico. Ôi vách trưởng, sao chúng nó có thể có hai Nico được vậy? Chính ra nãy là anh em mình chọn kiếm thuật áp chế có ngon hơn không nhỉ? Nhưng mà mình đâu biết là mình ra con gì đâu ạ. Chắc đoạn này anh em mình thắng thắng thua thua rồi. Hơi khó đấy. Ôi giời, cái gì đấy? 5 con 1 tiền. Con Queen này chính ra mà lên đồ, dồn đồ Queen thì nó có khắc chế được mấy nhà Chitana này với cả mấy nhà chăn đồ không ta? Có khi là tôi phải dồn đồ Queen à? Khắc chế được cả Talon, chỉ không khắc chế được Katarina. Nước mắt 3 tiền thì tôi sẽ thử dồn đồ Queen à. Sojin Queen đi. Dồn đồ Queen. Người ta chơi những thứ ngon lành cành đào, mình chơi thứ rác. Queen 140 mana cơ, trời ơi. Theo logic thì con Queen khá ngon các bạn thấy không? Vì nó mù. Nó mù nhưng mà đấy chỉ là logic thôi các bạn. Sự thật là nó ngon hay không thì không biết. Đây rồi, có Warwick, có Swain. Ui, Blitz 2 luôn, Warwick 2 luôn. Đôi Talon luôn mà mấy ông này căng thật đó. Trời ơi, mù hết. Tôi yếu nhưng tôi vẫn phải giết được một quân. Mù tiếp này, các bạn nhìn tôi chuẩn bị mù tiếp này. Lâu thế Queen. Sojin rồi mà mày mất nửa ngày để mày ra được một chiêu vậy. Ây ạ. Swain V. Đôi sở quê là anh em mình giữ chắc rồi. Vi cũng cần giữ cho thế mình báo tay ra. Con nào tanh tốt nhất trong đống này nhỉ? Phải đặt câu hỏi đấy. Con Queen sẽ không phải là một con dù Morello ngon. Dập lửa nhá. Hy vọng thắng được giao tranh này. Tròn tiền. Hợp lý. Mình thắng được, có vẻ là mình thắng được ấy. Queen nó không phế đến mức đấy các bạn. Ok, hai tiền có hai quân. Các bạn cứ tầm trùm 2 tiền này nó phải tính toán hơn, vì để lên được 2 tiền 3 sao nó không dễ các bạn. 2 tiền 1 sao thì lên dễ, nhưng mà 2 tiền 3 sao thì lên khó hơn. Đòi hỏi không chỉ lượng tiền mà đòi hỏi cái nhân phẩm của các bạn nữa. Rồi là cách các bạn chọn tướng nữa. Mấy nhà này đều có Warwick 2 các thứ này. Nhưng mà con Warwick cũng chính nó bị khắc chế bởi con Queen mà. Có khi lựa chọn quả Queen Carry này hơi bị hợp lý. Có hơn chùm 1 tiền nhiều. Thế tôi bảo mà làm mấy cái chùm này đánh kỹ năng lắm. Tính toán lắm đấy. Swain đánh quá. Lên Swain 2 thì siêu ngon luôn. Phần tái chế và con Blitz không quá ngon. Mài dao không có quá nhiều tốc độ đánh. Tôi nghĩ là đồ on.
đồ on mà ra đồ tanh cho Swain thì sẽ ngon. Nếu mà ra tam luyện kiếm cũng được. Chắc là phải là đồ on, tôi nghĩ là đồ on là ngon nhất. Mài dao cũng không đến thế đâu. Giáp siêu linh. Giáp siêu linh Swain. Anh em cố kiếm con Swain 3 cái. Thế thì mình nên giữ máu bằng dao điện luôn. Quan trọng là nguồn sát thương trong lobby này là set hay là... Xin lỗi. Là vật lý hay là phép. Ồ, chơi nhiều quá lại cho gunfire quá lại nghĩ đến sát thương set à. Con Queen được ấy chứ, không quá tệ. Rồi, thăng hoa rồi. Nếu mà có chọn là mình chọn móng rồng hay là giáp gai ấy các bạn. Để chọn móng rồng hay giáp gai ấy. Hớ, không ai lấy xẻng thật á. Thấy xẻng kiểu mọi người bị quen cái custom học tộc hệ hay sao ấy. Không không chọn, không không ai lấy luôn. Thế thì tôi lại xin vậy. Thành cấp cái. Rồi, Warwick. Đây rồi. Đây là đội hình anh em mình rồi, đẹp vãi. Tí nữa mình có có một cái kiếm nữa là bài mình ô. Nó lại bu bu bu. Bài nó lại phải bu bu à. Chết thật đấy. Hay là Swain thú tượng nhỉ. Cái con Queen này khó chịu thật đấy. Quá si tính Queen của mình là hơi vị trí nha. Làm sao ai solo được với cả con Swain này giờ. Hồi 115 máu một giây ạ. Nhờn. Anh Long cháy. Nào xem Roll ra cái gì nào. Theo logic thì phải có rất nhiều Queen các bạn. Tại vì người ta không chơi Queen. Chơi hàng thừa, anh Long chơi hàng thừa. Các bạn không chơi thì tới chơi. Thằng này sao lại lên cả cấp 7 cầm 2 Nico này. Thằng này chơi cũng lại chơi định chơi Queen này. Wow. Khó nhờ con Kata nhảy vào đầu con Queen là con Queen cũng chịu chết rồi. Để xem nhưng mà mình vẫn có đủ sát thương mà. Đội hình tôi nhiều nguồn đam phết. Cộng với cả thăng hoa nữa. Tả lỏi. Roll đói. Đồ cheat cơ. Úi dồi ôi. Đúng hàng thừa, con hàng thừa. Rồn dễ thực sự. Ra đôi cung hơi bị xú rồi. Chandra. Blitz cũng dùng được luôn. À, đôi cung cho Talon à. Nhưng mà sẽ chỉ có một con đế chế có đam thôi các bạn. Em bóng rồng là Swain rồi. Thôi có đôi cung Talon đi. Thì cái kiếm vào Queen nữa là xong bài rồi. Lên cấp là Lulu với Blitz xong. Mình tính thế là hợp lý rồi. Hai cái ba tia, trời ơi ba tia có tác dụng gì đâu. Nó không có hiệu ứng đòn đánh từ lâu rồi anh em. Nói chung con Swain này sợ Warwick. Nhưng mà con Queen nó sẽ phải... À xin lỗi. Con Swain này sợ Chandra. Nhưng con Queen của tôi nó sẽ khắc chế nhà Chandra. Vì nó mù con Chandra. Nếu người ta dồn đồ. Nghe hợp lý quá rồi. Dài ra không để làm gì rồi. Ron, Swain này. Trời, chợt nhận ra bây giờ mình quá. Mới có một tí Swain, một hai con ạ. Blitz dùng nhiều quá, sợ không lên được. Warwick này. Lại có Queen à, thế lại bán Lulu vậy. Thôi, thế này thôi các bạn. Con Queen vừa bắn chim ở đâu ấy. Nhà này cấp 7 ok chưa chắc ăn anh ăn được anh em mình luôn. Ba Nico luôn á. Căng đấy nhở. Ba Nico thì tìm 3 sao cũng dễ phết đấy. Lại Queen. Queen sắp 3 sao rồi. Talon Swain luôn á. Khó nghĩ thế. Swain là chắc chắn mua rồi bán Vi à. Quả hơi khó nghĩ bị kẹt tướng. Một con Queen mà hơi khó nha anh em nha. Bán Warwick á. Warwick để cũng được các bạn. Warwick tôi nghĩ là để được.
Tại Warwick 3 cũng quan trọng, mà mình cũng 5 quân rồi. Các bản V1 lên V2 cũng chả khác gì. V cũng không lên được 3 sao trận này đâu, nhìn là biết rồi. Tại mọi người cũng chơi V nhiều. Bắt buộc phải nhặt pháp sư à? À, Queen này. Queen 3 luôn, pháp sư làm sao đâu. Vì làm gì có pháp sư nào 2 tiền nữa đâu. Má nó ra con Queen này. Ây trời ơi. Thôi được rồi, từ từ, tôi vẫn chưa lắp xẻng đâu. Tôi vẫn nghĩ là đế chế mạnh hơn pháp sư các bạn. Lắp cốc mo thế. Giờ này các bạn lại bán hết cốc mo đi, không chơi nữa à? Gặp luôn nhà Swain 3. Mà tôi nghĩ là Swain 3 cũng chưa chắc đã mạnh bằng Swain 2 của anh em mình đâu, nói thật đấy. Tại vì nó không có đồ. Swain 3 nhưng không có đồ làm được cái gì. Lại bị giáp lửa đốt cho thì sao ăn được. Nhà này chết đi, anh em mình lên được một đống Swain luôn. Hai trang bị hoàn chỉnh và một bố rèn, gang đạo tặc, giáp tự chế. Giáp tự chế không ngon lắm bởi vì mình đã dột đồ 3 con rồi. Tôi nghĩ là hai găng đạo tặc là ngon nhất rồi, hai trang bị đầy đủ không bằng găng đạo tặc đâu. Hai găng thôi. Một găng vào Warwick, một găng vào Trundle. Điểm qua hashtag của mọi người nhá. Ô thần tượng, Chitana thần tượng với Cosmo 3 nhưng mà đứng ở trên này mài dao. Giáp tự chế thì nó hơi kiểu tự bóp nhau nhỉ. Giáp tự chế được có 2-3 quân. Hai ấn xạ thủ luôn, căng thế. À xin lỗi, là 3 ấn xạ thủ luôn. Tí nữa nhà này sẽ thành 5 xạ thủ à. Thăng hoa độc hành 3, 2 ấn tái chế là 4 tái chế. Phước lành vũ trụ Katarina 3 với cả cái lên cấp, nhưng mà cái lên cấp thông thoáng này hơi bóp. 2 ấn sát thủ. Ui, 3 ấn sát thủ luôn á. Thế lại thừa thành 5 sát thủ với cả lục loại phế liệu. Nhà này cũng ấn sát thủ, lò rèn giống anh em mình nhưng mà cái đồ này không ngon. Với một đồ, hai ấn đấu sĩ, một trái tim học viện và một phước lành. Mình vẫn cháy à? Không biết mình gặp ai nhưng mình vẫn cháy là được rồi. Lắm chít lắm cóc thế, tôi có chơi đâu. Ra chít với cóc thế nhở. Warwick này lắm chít không? Chít là con hàng thử à các bạn? Nhìn đây, nhìn đây, một roll là một chục con chít luôn ấy. Ơi, chắc là cứ roll thôi. Ra gì thì ra. Blitz đâu hết rồi? Mọi người cầm hết Blitz rồi. Thế cứ một roll là một cockmo với cả một Chitana. Biết thế tôi chơi cockmo với chít. Con Queen này sao nó trâu ấy nhỉ? Tôi thấy con Queen này nó trâu hơn bình thường. Ui ôi, nhà Kata này khỏe thế. Cấp 8 Kata 3 đồ đẹp. Chú anh em mình vẫn phải roll thôi các bạn. Roll lấy Warwick 3 nếu được. Không có gì cả. Kata 3 không, ý tôi là Kata 3 làm sao mà nó lên được Kata 3. Ý tôi là làm sao mà nó lên được con Kata 3 khi mà nó không giữ tướng ở trên kệ. Đấy mới bảo là hơi ảo. Hay là cái nhà đấy là nhà có Kata 3 từ sớm. Zillion 3 đánh bom cảm tử, bom chí mạng đổ đùm đùm đùm, sợ thế. Nhưng mà sao con Zillion này ra chiêu chậm đấy. Đừng bảo là con Swain của mình vẫn cân được chứ. Không được, không được, chắc bom nổ chết rồi. Tôi vẫn lên được gần Swain 3 rồi này. Warwick 3. Tập này có thêm con Warwick cũng gánh đội nhẹ nhẹ được. Swain này không tanh được hết các bạn ạ. Đứng ở trên, Swain đứng mình chết ngay. Nhưng mà nhà này yếu quá. Nhà này hai ấn tái chế chỉ trâu nhưng mà không có đam. Không có đam thì không thắng được ai cả. Đấy là sự thật. Hai đại bác hay là mũ? Chắc là mũ vẫn hơn các bạn ạ. Mũ có đam nhưng còn đại bác sợ là thừa tầm đánh quá. Mũ Talon nhá.
Nào, Swain 3 nào. Cillian nó không kích cái hệ gì, so Swain 3 luôn. Sát thủ này, đấy để tí nữa cấp tiếp theo của mình là sát thủ này. Nhà này làm ấn xạ thủ đấy, B direct 5 đúng không? 6 luôn á. 6 xạ thủ ơi. Đủ ấn để lên 6 xạ thủ hả? Ui mạnh thế. Một con Talon nữa các bạn. Rồi Talon 3. Lại cái nhà Zillion sát thủ này khó chịu thế. Con Queen của tôi không được chơi các bạn. Các bạn là trận này có cái hashtag kim cương, thành ra game nó bị hardcore hơn nhiều. Ê sếp, ông Swain có chết không? Vẫn chết được, tại vì vào hết thời gian là vẫn chết được các bạn. Ui rồi này thì chết Swain. À, được rồi, thế này đã bạn này. Chắc đoạn này lên cấp thôi, tôi nghĩ là đoạn này anh em mình cố đấm ăn xôi, roll thêm cũng không để làm gì. Các bạn để mà roll được thì nó hơi khó. Mình cũng nhiều con 3 sao rồi mà. Mình có cả quân của cấp 9 luôn này. Nhà này xếp con Blitz để kéo con Swain này của mình đi cơ mà. Càng vãi chửa. Có vứt bẫy. Ủa con cheat này bắn chết được cả Swain luôn này. Ông mà còn Queen, hy vọng là Queen sẽ mù được cheat thôi. Con Blitz này chí quá, ông mà xếp kinh thật đấy. Con Blitz này xếp chí quá. Thua. Xếp quả Blitz chí thật. Nhà sát thủ này khó chịu thật. Nãy giờ tôi cứ gặp nhà này hoài ấy. Con Queen của tôi chẳng vừa ra được quá hai lần chiêu à. Chắc ra được khoảng một lần chiêu là đời đi. À đây lần này sống được để ra hai lần chiêu đây. Nhà này có Lulu 3. Có một số nhà lên Lulu 3 này, bảo sao anh em mình cũng không lên được. Thôi lần này ok hơn rồi. Có Zillion này bom kích thật đấy. Nhưng nó không kích hệ được ấy. Nếu các bạn không kích hệ được các bạn cũng yếu hơn người khác. Nên là cần kích được các cái hệ 2222 mà kích sao cho nó hợp lý. Do dự là mất. Do dự thì làm gì còn. Tôi nghĩ là logic thì vẫn phải là Team Pankata vậy, mặc dù là Kata 1. Kata còn sống lâu hơn Talon. À đây gặp lại nhà xạ thủ đây. Xem lần này ăn được không. Nhà này cũng mạnh vì nó có thăng hoa nữa các bạn. À lần này tôi thắng này. Thắng không nhở? Không biết nữa luôn. Ui cái gì vừa nghìn 300 đam ấy, giết được luôn. Này thì sau ấn xạ thủ. Một trò đâu làm được hai lần bạn ơi. Vẫn để con Blitz ở đấy ạ. Trời ơi. Trò làm một lần thôi chứ. Là một lần là nhiều rồi bạn ơi. Ai để tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Lên cấp cái. Kết thúc nỗi đau cho các bạn cái. Hết rồi. Cũng chả kích được hệ gì nữa các bạn. Thắng được mọi nhà trừ tôi á. Tại vì tôi có móng rồng. Bài ông ấy toàn phép thôi mà. Rồi lần này Queen được sống rồi. Queen được chơi các bạn. Nhà này có con chăn đồ 3 khỏe phết ấy. Nhưng mà con Queen nó khắc chế được một phần nào đấy ấy. Nó mù ấy. Sao lại mù vào con Zillion nhở? Không hiểu luôn. Bài tôi có Queen mà. Mấy con chăn đồ 3 này tôi không sợ đâu. Ui bị đấm 20 không này. Nhà Kata này cũng khỏe đấy chứ.
Chết rồi, tôi xếp sai rồi bạn. Tại tôi chợt nhận ra là nếu tôi để con queen lên trên ấy thì con shadow lên tát chết con queen, thế tôi phải xếp lại. Xếp hơi ngu ngu, không biết có được không các bạn. Hay quá, con Blitz kéo con ta, cứu con Talon này, không con Talon bị con shadow giết luôn. Không biết thắng được không, trông giống vẫn thua thua nào ấy. À như vẫn thắng được. Sở quên gánh được. Lulu 3 nữa. Đã đâu dám mà giết sở quên. Kìa kìa, đầu hàng luôn rồi.